Sau 13 năm, chồng cũ Thu Phương thừa nhận từng khổ sở vì yêu Hồ Ngọc Hà. Huy MC đã có những chia sẻ thoải mái về Hồ Ngọc Hà sau hơn 10 năm kết thúc cuộc tình chóng vánh với cô. Đã từ rất lâu, Huy MC không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Dù đã có một thời, anh là cái tên được khán giả Việt dành cho sự yêu mến đặc biệt. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thu Phương, Huy MC chọn cách sống đơn giản, không ồn ào và dường như mất tích khỏi hẳn làng giải trí. Cho tới gần đây, nam ca sĩ kim MC hào hoa một thời mới chịu xuất hiện trước báo giới và dành những tâm sự chân thành nhất về cuộc tình ồn ào trong quá khứ. Chia sẻ với một tờ báo điện tử gần đây, Huy MC cho biết việc chia tay Thu Phương là do duyên số, còn mối tình chóng vánh đầy rẫy thị phi với Hồ Ngọc Hà hơn 10 năm trước chỉ là sét đánh nhưng mang nhiều tội lỗi. Cô ấy đẹp nhưng tôi rất khổ sở, khổ vì cuộc tình tội lỗi. Lúc đó hai đứa bị sét đánh thôi, còn tôi cảm thấy có lỗi với tất cả, nhất là với các con, Huy MC nói. Huy MC và Hồ Ngọc Hà từng làm tốn không ít giấy mật của báo chí bởi chuyện tình chóng vánh, nhiều ồn ào. Thời điểm đó, trong thời gian Huy Tuấn làm đĩa cho Hồ Ngọc Hà, Huy MC đã qua chơi và giúp đỡ nữ hoàng giải trí về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Cũng từ đây, dư luận dấy lên tin đồn cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè, và Hồ Ngọc Hà chính là người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình 10 năm của Huy MC và Thu Phương. Một thời gian sau, cuộc hôn nhân của Huy MC và Thu Phương đổ vỡ, còn Hồ Ngọc Hà không thể thoát mát kẻ thứ ba châm ngòi đổ cho cuộc chia tay nhiều tiếc nuối này. Đến nay, khi nhắc về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà, Thu Phương khẳng định trong những lần giáp mặt cả hai đều cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trịnh Xuân Thanh tự thú, xếp con xếp cháu chờ hội ngộ trong tù. Kể từ ngày Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, hàng chục xếp lớn nhỏ của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí, thậm chí là cả các vị trí chủ chốt ở các công ty con cháu, lần lượt phải ra tay vào còng. Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng chục đối tượng về hành vi cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản liên quan đến vụ thu lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Đến thời điểm này, các cựu sếp to nhất của công ty mẹ dầu khí đều đã bị khởi tố và tạm giam, bao gồm Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng. Những đối tượng này bị khởi tố về tội tham ô tài sản, điều 278 Bộ luật hình sự và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại tổng công ty. Không chỉ các sếp lớn của tổng công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hàng loạt sếp ở các công ty con cháu của công ty dầu khí cũng không tránh khỏi trách nhiệm ở một loạt dự án mà công ty làm nhà thầu. Ngày 31 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can gồm Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 2, 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản theo điều 278 Bộ luật hình sự, phần lớn là cựu lãnh đạo và các công ty thành viên của Tổng Công ty Dầu khí, đó là Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc công ty, Lê Xuân Khánh, trưởng phòng kinh tế tổng hợp ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, là nhân viên phòng kỹ thuật thi công ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình, và Nguyễn Thành Quỳnh, giám đốc ban kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty Miền Trung. Tính đến hết tháng 6, 2013, dưới thời Trịnh Xuân Thanh, Trịnh Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dầu khí năm 2009. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cực kỳ khó khăn, tổng doanh thu chỉ riêng công ty mẹ chỉ vỏn vẹn hơn 510 tỷ đồng. Trong khi lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31 tháng 6, 2013, lên tới hơn 4.212 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế hợp nhất của toàn công ty lên tới 3.274 tỷ đồng. Hồi đầu năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 10 người là lãnh đạo, cán bộ công ty cổ phần thi động cơ giới,
lắp máy dầu khí thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Các bị can gồm Vũ Duy Thành sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Xuân Tình sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trần Văn Dương sinh năm 1984, Kế toán Ban Chỉ huy, Công trường Nghi Sơn và vụ án. Trong số các bị can trên, Vũ Duy Thành và Trần Xuân Tình bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những người còn lại bị điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Dầu khí, khởi tố ông Trịnh Văn Thảo sinh năm 1969, nguyên Tổng Giám đốc cùng 4 bị can khác. Trong đó, Trịnh Văn Thảo trốn đi nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế, song đến nay vẫn chưa bắt được. Ông Trầm B bị bắt vì gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm B, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 1 tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện quyết định bắt tạm giam ông Trầm B, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank. Nguồn tin cho biết ông Trầm B bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng. Ông Trầm B đã được đưa về trụ Bộ Công an phía Nam để lấy lời khai. Ngoài ông Trầm B, C46 cũng khởi tố đối với ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank. Cả hai cùng bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Ông Trầm B và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bị bắt tạm giam liên quan đến vụ án phạm công danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCB Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh, và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCB Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Ông Trầm B liên quan gì trong đại án phạm công danh? Ông Trầm B nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp. Năm 2004, ông Trầm B từng giữ chức phó chủ tịch ngân hàng Phương Nam. Năm 2012, ông Trầm B cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút đơn khỏi ban lãnh đạo của ngân hàng Phương Nam để tham gia vào hội đồng quản trị của Sacombank. Ngày 1 tháng 10, 2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24 tháng 2, 2017, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015. Phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông trong tháng 4 năm 2017 để kiện toàn bộ máy quản trị điều hành, cũng như thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ đông tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, trước đó ông Trầm B và con trai Trầm Khải Hòa đã có đơn gửi Hội đồng Quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank. Trên cơ sở đề nghị của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa. Trước đó, ngày 1 tháng 10, 2015, Ngân hàng Phương Nam và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định. Ông Trầm B và các tổ chức cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông, quyền biểu quyết và quyền đề cử tại Ngân hàng Phương Nam. Sacombank và Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý Tài sản,
của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.